Ở dưới đây thì anh bảo trồng lan hài, các loại lan hài. Hai táo, hai vân đúng không anh? Hai vân. Hai vân. Đây là hai hồng không? Không phải. Cái gì? Đây này, đây là chắc cây. Chắc cây nó có một con nụ đây này nè. Còn đây hai táo nè. Hai táo nhìn gần giống hai vân ha. Đây hai vân, đây hai táo luôn. Loại nào là gần tuyệt chủng anh Bảo? Tuyệt chủng nhưng mà thấy ở đây vẫn nhiều đúng không? Chủng đây có hai ba ngày tuyệt chủng. Anh Tâm chắc không tuyệt chủng được. Đây cũng chắc cây luôn hả? Đây cũng chắc cây luôn hả? Đây là gấm. Hài gấm mà em chưa thấy cái bông hài gấm bây giờ hết. Bông màu vàng đốm, nó hài đốm. Hài đốm mà nó bên này đang nụ nè. Thằng này trồng nó dễ giống. Ở dưới mình làm mấy cái sạp như này tiện để vừa bỏ lan chưa trồng mà vừa trồng được nhiều nhiều chỗ. Đó. Đây là long tu. Long tu tách thân rồi để trồng. Dàn lan này có hai tầng nha mọi người. Đó, tầng ở tầng dưới thì làm trồng một số cái loại lan ưa mát. Đó, với lại mấy cái chậu lan chưa thuần. Còn tầng trên là trồng những dòng thanh thòng. Mấy loại ưa nắng. Đây là thủy tiên vuông con tâm này. Dán hương. Nhanh bảo chưa có trắng nè. Trắng có bán. Còn cái cây nhỏ. Đây là dán hương. Dán hương quế nâu hả? Mà nó quế nâu nhưng mà có mấy cái loại nó hoa nó cũng màu tím mà. Dáng hương nó có nhiều mặt bông. Quế nâu là thì đi sang màu sắc á. Eo dáng hương màu sắc á. Cái râu rồng nè. Cái râu rồng đã nhìn đẹp hơn anh ha. Cái đó mà trồng là tác phẩm bán một tiền không á. Hình như cây râu rồng đây là hình như nó cũng hiếm nè. Chữ bền á. Vừa hiếm vừa chữ bền hả? Râu rồng trồng rất là đẹp luôn. À đây là kiều diệp nè. Đây cái này mới hiếm nè. Cái này mới sắp tuyệt chủng nè anh. Kiều diệp con tum đấy. Đó, hàng. Chỗ này cây lớn hơn nè. Hoa màu vàng cam anh hà. Cây này nó không khó sống lắm á. Cái đây anh thuần lâu chưa? Cũng được mấy tháng rồi mà. Thằng cơ nó cũng mới lên. Nói chung là nhà anh bảo là đủ loại. Loại nào cũng có ít. Đây là thạch học tía đúng không? Làm thuốc hả? Thuốc quá nha. Và anh bảo có phun thuốc không? Để ăn mấy miếng coi có bổ. Phun thuốc gì phường anh tự nhiên đó nha. Đây là phun thuốc sâu cho tự nhiên thì cũng có nhiều khi có sâu cũng phải phun thuốc sâu chứ. Đây cũng hài vân luôn nè. Hài vân các bạn. Đây giống như là một khu rừng sinh thái nhỏ đằng sau nhà. Đó, cái có bụi giáng hương. Anh trồng rất là lâu năm rồi. Và cái khu vực ở dưới này thì anh cũng sử dụng để ươm cây nữa. Đó, trồng đủ loại lan, đồng thời là ươm cây ở dưới này. Anh nói sao? Anh bảo là có cái cách sắp xếp vườn rất là gọn và đẹp luôn. Đây là ươm cây. 13 mình không chứ, mình lấy con bè mình không. Cái này chắc tầm 1-2 tháng này nó sẽ lên. Số lượng nhiều quá, mình nhờ người ta đập dưới chỗ là riêng, nó đập thôi. Đập cho người ta dẹp á.
mình dẫn các bạn lên trên lầu 2 nhá. 2-3 ngàn gì đó. Đây ở đây có kim điệp xuân. Một đi một vòng mình sẽ giới thiệu luôn các cái loại lan ở đây. Chủ yếu là các cái loại lan đặc hữu, đặc hữu của rừng Con Tum. Là chỉ có rừng Con Tum mới có thôi. À, không phải chỉ có rừng Con Tum mới có. Mà là ở rừng Con Tum là có những cái loại này. Rồi. Mình dẫn mọi người đi. Cái loại này mình không biết tên này. Mà nó có vài bông lên nè. Ủa ra nó đập nhanh lắm nhá. Đập thì nó đỡ công sức mình, anh đập nhiều không? Gia chủ đang bận nói chuyện nên là mình không hỏi được. Đây ở trên đây là có một số cái loài hoa đang nở. Để mình dẫn mọi người xem nha. Đấy. Đầu tiên đập vào mắt mình là cái thằng vảy rồng. Đó, thằng vảy rồng của Con Tum. Hoa nó cực kỳ là sắc nét luôn, đậm màu. Thế thằng vảy rồng này nó có nhiều loại, có loại màu đậm hơn, có loại màu nhạt hơn. Đó, nhưng mà ở đây anh Bảo sưu tầm được những cái giống rất là đậm. Mọi người nhìn thấy không? Sắc vàng rực luôn. Bạn nào mà nhà có không gian kiểu một bờ tường như này, có thể treo một bờ tường toàn vảy rồng như này thì tới mùa hoa rồi. Cũng rất là đẹp. Đây nó hơi chói nắng tí. Đấy. Đấy. Cái vòi bên này là rực nhất này. Con chuột nó cắn hoa của anh à? Em nghe nói là cái cây vải rồng này nè, cái giống nào mà cái lá nó tròn như này nè là bông nó đậm màu hơn, còn cái dòng mà lá dài thuôn dài như này nè là lá nó nhạt hơn. Em nghe nói vậy á, còn giống như cái dòng ở đây là lá tròn này là đậm hơn nè. Đó, còn cái thằng nhỏ nhỏ, lá nhỏ nhỏ dài dài bên này là nó nhạt hơn. Nghe nói vậy thôi chứ cũng chưa kiểm nghiệm, chưa biết. Cái bông mà cái lá to này là bông to. Ồ, bên đây có một bụi vải rồng nữa này. Rồng trồng lúa rất là đẹp. Dính nước là cành trong tay. Hoa thì mình tưới nước, mình tưới gốc thôi chứ, hoặc là khỏi tưới cũng được. À, tới lúc chơi hoa mà mình tưới nhiều là nó nhanh tàn. Đây là cái hoàng thảo lông trắng. Hoàng thảo lông trắng này cũng hiếm lắm nè. Tháng mấy rồi đó. Đó. Cái này nở được hơn một tháng rồi hả anh? Hơn một tháng rồi. Hơn một tháng rồi, nở từ Tết tới giờ đó. Trong khoảng 2 tháng. Bữa mình có cũng hay lên chơi nhà ảnh lắm rồi. Thấy nó nở cũng được cả tháng rồi. Hoàng thảo lông trắng. Lông trắng là bởi vì này ở thân nó có cái lông màu trắng nè, gọi là hoàng thảo lông trắng. Còn cái này là cây lụa vàng hả anh? Eo nét. Rồi có tí nắng quay ra đẹp. Lụa vàng này bông rất là đẹp nhá. Lụa vàng này là... Những cái loại này là mình thấy ở những cái vườn lan khác là không có đâu. Lâu lâu... Báo hủy nữa. Lâu lâu mới có mấy vườn như của nhà anh Bảo là có thôi. À, đây là toàn là những cái giống của Con Tum hết á. Báo hỷ à. Báo hỷ đây, nên báo hỷ đây. Gia lan báo hỷ là cái giống nó phải có nắng nó mới ra bông. Nó theo gia chủ phân tích nè. Cái đen rô này cả tháng rồi anh Đạo ha. Hơn tháng rồi. Cái đó nó là thầm vẻ hơn ngày tháng. Đây là đen rô bà liễu nha. Đen rô bà liễu, anh đã anh bạn là anh trồng ở trong một cái cục gốc lúa đây. Bông ra hơn tháng đẹp không mọi người? Đó, mầm nó ra liên tục luôn, liên tù tì, rất là khỏe luôn. Đó. Anh thả cho hai cái chậu này vào trong một cái chậu gỗ lúa. Đó, gỗ này là gỗ sao này, cực kỳ chắc và bền luôn. Bên đầu kia có một ít dạ hạt và thủy tiên vuông. Đó, đây là hai bên là anh trồng dạ hạt nè.
Mấy cái chưa thuần nó ngày tới 3-4 lần được ăn hề. Trông nó khô, nó hốc. Đây là giả hạt của con tum. Nhìn nó cứ nhỏ nhỏ ốm ốm này thôi mà ra hoa đẹp lắm. À hôm qua cái cây có cây từ gốc tới ngọn đâu ăn hề. À đây. Đây này. Cái này là anh nói là anh không làm kỳ đúng không anh hả? Tự lên đúng không? Sung quá à. Cái này phi được nhiều anh bảo ha. Chắc phải 21 á. Ừ, này chắc phi 21 á, đúng rồi, cái này chắc chuẩn. 21 là đo chỗ to nhất á, là được 21 á. Chiếu dần dẻo á. Ừ. Đo rồi. Tùy từ gốc tới ngọn luôn nhá. Mà trồng cái loại này chỉ chơi lá thôi. Chứ không biết khi nào nó mới ra hoa được để mà chơi. Nó trồng mấy cái loại như này này thì năm nào cũng có hoa chơi này mọi người. Đó, mấy cái loại đặc hữu của con tum này. Đấy. Đây. Dạ hạt đây nè. Nó rụng lá chuẩn bị ra hoa đó. Còn trồng các cái dòng lan mà thân to, thân lá to đó thì khả năng ra hoa nó cũng... chắc do mình chăm sóc một phần nữa nhưng mà mình thấy cũng khó hơn các loại của con tum. À, đây là một bụi kiểu vuông. À, gọi là thủy tiên trắng. Thủy tiên trắng vàng. À. Hoàng lan nè mọi người. À, hoàng lan nó đã ra vòi hoa rồi đó. Hoàng lan này thì hoa cực kỳ thơm luôn. Mùi hoàng lan là thích nhất anh hề. Bên này có một bụi thủy tiên vuông nữa này. Trồng này anh trồng được mấy năm rồi anh? Chậu thủy tiên vuông này anh trồng được 3 năm chưa? 3 năm. Mấy năm? Một năm mà đã đẹp rồi đó hả? Chưa được 1 năm. Ừ. Ở đây là anh bảo anh tưới tay hết nha. Cứ sáng chiều ra tưới. Tiện thể ngắm cây luôn nè. Ngắm cây xem có bị bệnh, bị tật gì không. À đây, giới thiệu mọi người mặt bông của thủy tiên trắng. Thủy tiên vuông đây. Đó. Đây là cái mặt bông của nó đây. Bụi này thì ra khá nhiều vòi bông. Dạ. Nói chung là cứ trồng cứ một loại một vài bụi ấy, chơi nó đẹp. Chứ mình trồng dài hạt không thì tới mùa các cây khác ra bông. Mà cây gì nhìn nhiều nó cũng chán. Đến hồi mấy người trồng dài hạt không, đến hồi đâu thèm nhìn bông đâu mà cắt thân làm cây hết. Đúng anh bảo. Đây kiếm này. Kiếm trồng trên cái cối này. Nói chung là vườn anh này bày trí rất là đẹp luôn. Có điểm nhấn, điểm đồ. Còn như vườn nhà mình này, vô nhìn chỗ nào cũng giống nhau. Do có mắt thẩm mỹ mọi người. Đây có bụi kim diệp xuân này, kim diệp xuân trầm lũa này. Kim diệp xuân này thì nó ưa nắng lắm. Càng nắng nó càng thích. Mặt bông của kim diệp xuân đây. Thằng này này với thằng vải rồng này, với thằng hoàng lan này. Mặt bông nó tương đối, cái màu sắc tương đối giống nhau. Đây hoàng lan này. Hoàng lan cái này vừa mới ghép xong này mọi người. Đang còn cái dây cột đây. Ghép lũa. Nhìn vậy thôi chứ 1-2 năm nữa nó sẽ rất là đẹp. Đây có một cái, có một bụi hoàng lan này. Đang ra búp bông đây rồi. Cái này là cực kỳ thơm luôn.
bông hàng lan hơi tùy luôn. À đây đây có cái cây gì đang bông. Cái này cái gì anh hả? Lọng. Lọng gì chứ? Không biết nữa. Nó dòng lọng. Lọng mà bông đẹp đúng không? Lâu lâu có mấy cây lọng bông đẹp. Sưu tầm đủ loại chơi thích. Cái mùa kia là do bữa nó bị nhỏ nước quá nó lùn. Bụi ấy hả? Bụi kim điệp á. Nó là xanh nó mướt như mấy cái bụi mưa có mấy bụi khủng đó. Nói chung là cứ nắng lên là nó thích, nắng nhiều là nó thích. Để ở đây là khó. Nó cũng kén phân nữa. Chỉ cần nắng nhiều là nó lên ngon lành luôn. Có tiền là đi hết rồi. Nè, kiểu như à đây đây có nụ rồi, đây có nụ rồi nè. Nụ nè. À. Đang còn lá. Không, cái này khác cá nhân em là nó ra cái đít to chà đá luôn. Cây hả? À, cái đít nó y như cái đít cây luôn. Cái này rồi nó mọc rễ ở đít luôn. À, mà xong cái lên gần giống như cây cái nó ra hai cái nụ. Đó. Đây 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 cũng. Đâu kia nấm nhất. À đây kia nấm nhất này. Kỳ năm nhất rồi 70-80 phân á hè 80 á. Dòng dạ hạt này thì nó ưa nắng ấm. Kỳ năm nhất mà chạy như này đủ độ ấm, đủ phân, đủ nắng là nó lên. Ai mà có thời gian nữa phun bón lá nữa là tốt, còn không có thì cũng chả sao. Phun phân nhiều mà không có nắng thì cũng vậy. Bón lá chủ yếu dành mấy loài thân thân. Còn mấy thằng đây thì có lâu lâu có bón lá chứ nó có lá. Nhưng mà, lá dạ. Nhưng mà quan trọng nhất là phải có nắng, có gió rồi phân là tính sau. Có nước. Chứ không có nắng thì nó đâu có tiêu hóa phân được đâu. Đây chậu này, quay lại coi chậu này, nụ nhiều lắm mọi người. Nụ quá trời, nụ quá đất luôn. Nó cứ xanh xanh, nhỏ nhỏ trong đây, mọi người nhìn thấy á. Giá thể trồng rất là đơn giản. Bỏ vô cục gỗ, xong rồi bỏ vô cái chậu. Rắc một ít phân dê ở trên. Rồi. Chắc mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.